Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy xây sẫm mặt mày vì bầu hiển thưởng đậm. Tối ngày 9 tháng 2, 2018, tập đoàn TVT đã tổ chức đêm gala tiệc tất niên cuối năm. Tại sự kiện đặc biệt này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn TVT Đỗ Quang Hiển dành những lời khen ngợi và công bố mức thưởng cho tập thể và cá nhân của đội bóng Hà Nội FC. Khoản thưởng mà ông đưa ra khiến tất cả phải choáng váng vì tổng cộng lên đến 6 tỷ đồng. Trong thành phần đội Hà Nội, Á quân V-League 2017 có tới 6 cầu thủ khoác áo U23 Việt Nam vừa thi đấu tưng bừng tại giải U23 châu Á, gồm Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Đoàn Văn Hậu, Thanh Trung, Trương Văn Thái Quý. Hai cầu thủ gốc Hà Nội đang chơi cho câu lạc bộ Sài Gòn cũng vừa trở về từ giải U23 châu Á là Trần Đình Trọng và Nguyễn Văn Hoàng cũng nhận thưởng 200 triệu đồng một người. Ông Hiển cũng không quên thưởng các huấn luyện viên có công dìu dắt huấn luyện các cầu thủ của đội Hà Nội được gọi vào đội U23 Việt Nam từ thế nhỏ đến khi lên đội 1, mỗi người 20 triệu đồng. Bầu Hiển gây sốc với khoản thưởng cực lớn cho đội bóng con cưng. Bầu Hiển còn thưởng ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội 500 triệu đồng, thưởng câu lạc bộ Hà Nội số tiền 1 tỷ đồng, thưởng huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm 300 triệu đồng, thưởng chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Nguyễn Quốc Hội 200 triệu đồng, thưởng giám đốc câu lạc bộ Hà Nội FC 100 triệu đồng, công ty cổ phần thể thao T&T 100 triệu đồng. Hai gương mặt xuất sắc của đội Hà Nội là đội trưởng Nguyễn Văn Quyến và Gia Lan Phạm Thành Lương cũng nhận từ ông Hiển số tiền không hề nhỏ là 300 triệu đồng một người.